Trưa ngày 29 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 22 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng, tất cả liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Trong 22 trường hợp, có 18 trường hợp đã được truy vết chuyển cách ly từ trước và 4 trường hợp có triệu chứng bệnh nên đến bệnh viện khai báo. Như vậy, từ ngày 27 tháng 5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 ổ dịch, tổng cộng 90 ca mắc COVID-19. Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 85 ca bệnh. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn có 5 ca. Ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình mới, diễn biến mới phức tạp hơn của dịch bệnh đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn thì mới có thể kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái, virus lây lan nhanh, phát tán mạnh trong không khí, mức độ đào thải mầm bệnh rất nhanh, chỉ 1 đến 2 ngày có một vòng lây nhiễm và theo cấp số nhân, đặc biệt lây nhiễm rất mạnh trong không gian hẹp, không thông khí. Bộ Y tế nhận định và dự báo tại Bắc Ninh, Bắc Giang, các trường hợp mắc mới sẽ tiếp tục được ghi nhận do nguồn lây tồn tại trong thời gian dài, phạm vi rộng nhưng cơ bản hai địa phương đang cố gắng từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc bảo vệ các khu công nghiệp trong bối cảnh hiện nay là hết sức quan trọng để bảo vệ sản xuất công nghiệp. Các khu công nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc thường xuyên, tối thiểu từ 20% số công nhân trở lên. Trước tình hình dịch vẫn rất căng thẳng ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đã có những thay đổi trong chiến lược phòng chống dịch tại hai tỉnh trên. Theo đó, nguyên tắc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, tại Bắc Giang, Bộ Y tế đã có những thay đổi. Cụ thể trong cách ly, lần đầu tiên chúng ta áp dụng thiết chế cách ly tập trung trong các khu vực đông người, đặc biệt khu vực nhà trọ công nhân, giúp kiểm soát tốt vấn đề lây nhiễm trong công nhân tại các khu nhà trọ. Bên cạnh đó, chúng ta còn thực hiện giãn cách trong sản xuất, cách ly công nhân trong sản xuất để đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất. Tiếp đó là thay đổi trong cách thức xét nghiệm. Hiện nay chúng ta áp dụng thêm xét nghiệm kháng nguyên nhanh để sàng lọc cho công nhân và các đối tượng F1. Sáng ngày 29 tháng 5, quận Gò Vấp tạm thời phong tỏa một con hẻm 80/59 đường Dương Quảng Hàm, phường 5 do có ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Sau khi nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường 5 quận Gò Vấp đã tổ chức phong tỏa tạm thời một phần hẻm 80/59 đường Dương Quảng Hàm. Các ban ngành đoàn thể phường vận động các hộ dân trong khu vực phong tỏa không ra khỏi nhà, đeo khẩu trang và thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 5 cũng đang vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân tại đây trong thời gian phong tỏa. Ngày 29 tháng 5, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế vừa có công văn về việc sử dụng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi các bệnh viện y học cổ truyền trên toàn quốc. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện y học cổ truyền trong toàn quốc căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của từng đơn vị thực hiện lựa chọn cung cấp miễn phí thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ dược liệu, phương pháp y học cổ truyền trong phòng, hỗ trợ điều trị, nâng cao thể trạng đảm bảo an toàn, hiệu quả cho bệnh nhân trước, trong và sau điều trị COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Đồng thời có thể tổ chức nghiên cứu bước đầu, đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc y học cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu trên người bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 và các đối tượng liên quan khác. Ngày 29 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã có thông báo liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Gia Lai, từng đi từ sân bay Nội Bài về sân bay Phù Cát trên chuyến bay VJ-437 cùng 45 hành khách. Trước đó, ngày 22 tháng 5, bệnh nhân 6.601 tiếp xúc với bệnh nhân 5.410 tại Hà Nội. Ngày 23 tháng 5, bệnh nhân 6.601 đi từ Nội Bài trên chuyến bay VJ-437 về sân bay Phù Cát. Sau khi xuống sân bay thì bệnh nhân cùng với 3 đồng nghiệp trên chuyến bay đi thẳng về Gia Lai. Ngày 25 tháng 5, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 của bệnh nhân 6.601 âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 28 tháng 5, kết quả xét nghiệm lần 2 lại dương tính. Các ca F1 của bệnh nhân này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.
Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trưởng phòng giáo dục đào tạo quận huyện và thành phố Thủ Đức, lãnh đạo các điểm thi, thủ trưởng các đơn vị có thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 và hiệu trưởng các trường được đặt làm điểm thi triển khai thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 và công văn 1579 trên SGDT CTTT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Các điểm thi chủ động chuẩn bị tờ khai y tế gửi cho lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên và học sinh thực hiện trong buổi sinh hoạt đầu. Việc khai báo y tế thực hiện theo từng ngày vào buổi thi sáng, có thể thực hiện tại nhà trước khi vào điểm thi và nộp lại cho trưởng điểm thi. Tới ngày 28 tháng 5, ô tô khách biển số 76B01022 của nhà xe Chính Nghĩa khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 quốc lộ 1A, địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Lái xe đã tông vào trụ sở, lái xe đã chửi bới, phun nước bọt vào mặt lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, cả lái xe và phụ xe đã chống đối quyết liệt các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, như lực lượng y tế, công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt ngay tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan, điều động xe ô tô khách khác, chở 37 hành khách tiếp tục hành trình. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2021 chỉ tăng 0,16% so với tháng trước. Như vậy, bình quân trong 5 tháng qua, CPI chỉ tăng 1,29%, thấp nhất kể từ năm 2016, Tổng cục Thống kê vừa cho biết. Cụ thể, CPI bình quân 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, các năm 2016 đến năm 2021 lần lượt tăng 1,59%, 4,47%, 3,01%, 2,74%, 4,39% và tăng 1,29%. Còn so với tháng 12 năm 2020, CPI tháng 5 năm 2021 tăng 1,43% và so với tháng 5 năm 2020 đã tăng 2,9%. Đây được coi là một thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành giá cả năm 2021, chỉ tiêu là 4%. Lạm phát cơ bản tháng 5 năm 2021 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,13% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 0,82% so với cùng kỳ năm 2020, cũng là điều kiện để công tác điều hành chính sách tiền tệ không có biến động lớn.